xin chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn đến với kênh khám phá lịch sử hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một chủ đề mà tôi cực kỳ quan tâm đó là sự thất bại của an ninh tập thể và bài học từ chiến tranh thế giới thứ hai và thật may mắn hôm nay chúng ta có sự hiện diện của chuyên gia lịch sử tiến sĩ nguyễn hoàng long chào mừng anh long đến với chương trình của chúng ta tôi tò mò muốn hỏi anh liệu hội quốc liên một tổ chức được thành lập với mục tiêu cao cả là duy trì hòa bình thế giới, tại sao lại thất bại trong việc ngăn chặn chiến tranh thế giới thứ hai? Chào Ngọc Mai, chào các bạn. Câu hỏi của Mai rất thú vị. Nhiều người cũng nghĩ như Mai rằng hội quốc liên với sứ mệnh cao cả của mình lẽ ra phải ngăn chặn được chiến tranh, nhưng thực tế phức tạp hơn nhiều. Hãy tưởng tượng hội quốc liên như một dàn nhạc, mỗi quốc gia là một nhạc công. Dàn nhạc muốn chơi một bản nhạc hòa bình nhưng mỗi nhạc công lại muốn chơi theo điệu của riêng mình. Vậy làm sao có thể tạo ra một bản nhạc hài hòa, đó cũng là thách thức của Hội Quốc Liên. Mai nghĩ sao về hình ảnh này? Thật thú vị. Vậy ra vấn đề nằm ở sự bất đồng giữa các quốc gia thành viên. Tôi cứ nghĩ Hội Quốc Liên có đủ quyền lực để buộc các quốc gia phải tuân theo luật lệ chứ. Đúng là Hội Quốc Liên có luật lệ, ví dụ như việc coi xâm lược là bất hợp pháp. Nhưng luật mà không có cơ chế thực thi hiệu quả thì cũng chỉ là tờ giấy. Hội Quốc Liên không có cảnh sát để bắt giữ tội nhân, quyền lực của hội phụ thuộc vào sự tự nguyện của các thành viên. Và như chúng ta biết, không phải quốc gia nào cũng sẵn sàng đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng của mình. Điều này thú vị quá. Vậy có thể lấy ví dụ cụ thể nào về sự thất bại của Hội Quốc Liên không anh Long? Có chứ. Hãy nói về trường hợp Mãn Châu năm 1931. Quân đội Nhật Bản dàn dựng một vụ nổ đường ray rồi đổ lỗi cho Trung Quốc để lấy cớ chiếm đóng Mãn Châu. Hội Quốc Liên đã điều tra và kết luận Nhật Bản là kẻ xâm lược. Nhưng rồi sao? Nhật Bản chỉ đơn giản là bỏ qua phán quyết và rút khỏi Hội Quốc Liên. Hội Quốc Liên hoàn toàn bất lực. Thật sao? Vậy là Nhật Bản coi thường luật lệ quốc tế như vậy sao? Đúng vậy. Và trường hợp của Ethiopia năm 1935 cũng tương tự. Ý xâm lược Ethiopia, Hội quốc liên áp đặt lệnh trừng phạt. Nhưng các lệnh trừng phạt này lại có những lỗ hỏng, ví dụ như vẫn cho phép Ý mua dầu mỏ và than đá. Kết quả là Ý vẫn chiếm được Ethiopia. Các bạn thấy đấy, Hội quốc liên giống như một võ sĩ quyền Anh bị trói một tay ra sau lưng, làm sao có thể chiến đấu hiệu quả. À tôi hiểu rồi. Vậy là việc thiếu cơ chế thực thi hiệu quả và sự, sự thiếu đoàn kết giữa các thành viên đã dẫn đến sự thất bại của Hội quốc liên. Nhưng tại sao các cường quốc như Anh và Pháp lại không hành động mạnh mẽ hơn? Lý do nằm ở chính sách cân bằng quyền lực. Lúc đó, mối đe dọa lớn nhất đối với Anh và Pháp là Đức Quốc xã đang thua chỉ. Họ cần ý làm đồng minh để chống lại Hitler. Vì vậy, họ đã nhắm mắt làm ngơ trước hành động xâm lược của ý ở Ethiopia. Nói cách khác, lợi ích quốc gia đã được đặt lên trên luật lệ quốc tế. Điều này thật đáng buồn. Vậy bài học từ sự thất bại của Hội Quốc Liên là gì, thưa anh? bài học quan trọng nhất là hòa bình thế giới không thể chỉ dựa vào những lời hứa suông hay những hiệp ước trên giấy cần có một cơ chế thực thi mạnh mẽ và sự đoàn kết giữa các quốc gia hội quốc liên đã thất bại vì thiếu cả hai yếu tố này nhưng thất bại này cũng là bài học quý giá cho liên hợp quốc sau này mày thấy sao vâng tôi hoàn toàn đồng ý với anh cuộc trò chuyện hôm nay thật sự rất bổ ích và mở mang tầm mắt cho tôi Cảm ơn anh Long đã chia sẻ những kiến thức quý báu này. Quý vị và các bạn thân mến, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo của Khám phá lịch sử. Cảm ơn Ngọc Mai và các bạn đã lắng nghe.